Công trình Đại Phú Điêu bằng đồng cao 10m, rộng 27m vừa khánh thành tại Đền Hùng, mô tả khung cảnh Bác Hồ nói câu bất hủ: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, trước đại đoàn quân tiền phòng năm 1954. Công trình Phù Điêu Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiền phòng được khởi công từ tháng 6 năm 2023 tại khu vực ngã năm Đền Giếng thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Phù Điêu được tạo tác bằng chất liệu đồng dựa trên nền khung bê tông cốt thép. Công trình cao 10m, rộng 27m, mô tả cuộc nói chuyện của Bác Hồ với đại đoàn quân tiền phòng năm 1954 tại Đền Giếng. Cuộc nói chuyện của Bác Hồ với đại đoàn quân tiền phòng trước khi những người lính về tiếp quản thủ đô năm 1954 diễn ra trên bậc thềm Đền Giếng thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Câu nói bất hủ của Bác Hồ có màu vàng nổi bật trên nền phù điêu bằng đồng đỏ. Bao quanh cảnh ngồi nói chuyện là rừng cọ, đồi tre đặc trưng của vùng Trung du Phú Thọ. Công trình này do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây tặng, trị giá 50 tỷ đồng. Xung quanh bức phù điêu là quần thể sân vườn, điện chiếu sáng, bồn hoa, cây xanh, bậc tam cấp và sân khấu lớn.